Hả? Nấu gì ạ? Hả? Mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Đen lúa miền Tây. Thì hiện tại hôm nay là ngày mùng 3 xuân Quý Mão năm 2023 thì cả nhà. Thì hôm nay lúa có chuyến đi về quê ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nơi đây là nơi lúa được sinh ra và lớn lên ở đây. Đó. Thì do ngày mùng 1 mùng 2 á, do công việc nên lúa không có về quê được. Thì sẵn tiện hôm nay ngày mùng 3 thì ngày rảnh nên mình có chuyến đi về thăm quê. Thì ở nơi mình ở là thuộc một xã vùng sâu vùng xa. Thì các bạn ở miền Tây thì nói đến miền Tây thì ai cũng biết xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là nơi chuyên về sản xuất lúa gạo chứ không có vườn tược nhiều như các bạn. Đó thì xung quanh nơi mình ở là thuộc một xã vùng sâu. Đó, chủ yếu là lúa nước không các bạn, với những cái con kênh và những cái hàng tre xanh mát với những cái bãi chuối xanh như thế này. Đó, thì nơi đây là nơi của mình đã lớn lên và sinh ra. Thì do khi mà đi học thì mình ra trường và mình làm việc ở một nơi khác. Thì sẵn tiện hôm nay ngày Tết thì ngày Tết là ngày sum vầy. Thì ai dù đi đâu đi ngược gì xuôi cũng sẽ đi về thăm quê nha các bạn. Thì hôm nay có chuyến đi về quê nên mình sẵn tiện mình quay những cái khung cảnh nơi miền quê mình chia sẻ đến mọi người luôn. Rồi cả nhà ơi, hiện tại đã đến nhà mình cả nhà. Thì đây là cháu gái của mình nha. Thì mình mới vừa tới nó ra nó đón mình nè. Đó, bé hiện tại bé cũng được 4 tuổi các bạn, rất đáng yêu nha. Đó, thấy mình tới cái nó mừng quá nó ra đón nè. Cái cây á, cây nhẹ đó. Con Trang này mấy năm rồi ta? Mấy năm rồi vậy? 5 năm rồi. 5 năm hả? Rất là to luôn. Con này đây chắc là mấy kg? 16 kg, 14 kg, 16 kg, hai cái tao cân quên rồi. Ăn đâu hả? Không ruột ra. Móc mua vịt cho nè, hết hồn. Bỏ trong cái lu coi nè. Lúc trước về mình có bắt nó ra tắm, hồi nay lâu quá rồi, cả năm rồi nó về nữa nè. Mình mấy răng này chắc mới gọt da nè, da móng lưỡng nè. Con sợ. Con sợ mà đứng xa làm gì vô sợ, làm gì con sợ. Bốn ký thì nó tăng 14 ký. Không có nọ này đâu. À, quay vô cái cần này. Mấy ký? Nhiêu ký con? Đó, 13 ký. Tụi này ốm đói. Nó chưa ăn lâu rồi không ăn. Về chút. Cái bạc. Đem tắm hay gì? Giờ mà tắm luôn nhìn trước đó. Bỏ ông thao ghính. Bỏ ông thao bừng luôn. Mà tắm. Hổng đói ha. Đi nè, ra đây nè. Bây giờ mình sẽ đi cắm. Nó lé lưỡi ra kìa. Nó lé lưỡi ra. Nhắn con trăng lắm anh. Sợ không? Mon. Ai nhốt con chó lại hả? Em trả lời em liền đó mày nghe không? Bỏ nó ra. Nắng nó chiếu quá. Được đúng không? Ừ, nắng bự uống nha. Ừ, con trăng. Con trăng bự uống nha. Ừ. Ừ. Cái đuôi nó đâu? Đuôi nó đó. Nó có ăn không dạ? Rảnh nó vậy. Nó bị tắm. Nó bò nó kìa. Nó không chịu tắm rồi. Thôi đi bà nội ơi. Chơi gì? Kìa, mật, mật, kìa. Mật này. Mẹ lên. Nó cắn vô mình. Đi vô. Con mật này. Mật đi nha. Mật. Vô, vô luôn. Đại cho mình á. Xịt vô, đứng cầm đồ xịt á. Ờ xịt sơ coi, thấy được rồi. Sao nước yếu vậy? Cấp điện. Bỏ nó về đi để nó bỏ chứ dơ mày. Quay nguyên con luôn nghe. Không dám lại gần mà kêu quay nguyên con. Ôi mập ui, mập ui, mập. Lô. Ra. Mẹ quay đi. Lớn là muốn cúp điện. Rồi đi. Đi theo. Từ từ. Lưu. Đi vô nhà không? Nó nặng rất trời dữ. Nắng. Rồi đi vô. Thôi le lưỡi vào mặt của Tư kìa. Thôi sợ chấm. Còn không dám như vậy nè. Nó quấn cái chân mất Tư luôn kìa. Chưa chưa. Chưa lót mưa. Lấy cái kéo chà Mon. Để nguyên cái bẻ luôn kìa. Kéo nhỏ hả? Làm nữa mà. Kéo nhỏ đó hả? Để kéo rồi. Kéo nhỏ hả? Kéo nhỏ hả? Kéo nhỏ cắt hả? Ngọt rồi kéo nội lấy rồi. Kéo rồi. Như này mình cân nó 13 kg nha. Nó rất là to luôn. Nó dài gần 3 mét. Mình sợ. Bây giờ đang làm vệ sinh cái chuồng cho nó. Sợ không anh? Trời nó vô bầu không đi. Nó đầu ra hoài luôn. Nó nằm đây. Nè quay gần đây. Nè. Nó ra đầu quay hoài luôn nè. Hay là lấy tấm điện cho nó nằm đây các bạn. Cho nó ăn nữa. Tháng nào không cho ăn à? Hả? Con trai này thì nó nuôi cũng khoảng 5 năm các bạn. Mon. Con đừng la nó sợ con. Đừng có la. Mon này. Mon. Nè. Mon. Đi vô đi Mon. Nè nó cũng 5 tuổi rồi. Trời. Rất to quá. Hai rồi rớt đi chị hai. Không. Yeah. Nãy giờ nó quần mình mấy Tư với thầy. Nó khờ bao giờ. Sợ không? Rồi, thôi chắc mình xin khép video đây nha. Gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà nha. Giờ mình sẽ đóng cái lu lại. Đó, ở trong lu đang chuẩn bị làm cái chuồng cho mới. Chuồng mới cho nó. Hôm nay là cho nó trong lu nè. Cho ăn thì bỏ đồ vô cho nó ăn các bạn. Là đây là khu vườn ở sau nhà mình. Nay về quê Tiền Giang các bạn ơi. Năm nào mình cũng về đây mình cũng quay cái bé chăn này hết trơn á. Gần lại. Khi nào cho ăn thì mình sẽ dỡ ra các bạn. Giờ mình dẹp cái thân. Nãy giờ đi tắm nó với cân thử nó bao nhiêu các bạn. Thì đặt rồi mình không cân á, cân thì nó được 13 kg.